Chào mọi người, hôm nay Trình làm một chuyện mới nữa. Tại vì Át cũng đang chuẩn bị cho cái chân mình nó sắp hết. Nói chung là mỗi một ngày Át theo dõi cả tuần nay là ngày nào chân mình cũng ra khoảng 10 chương. Mà 10 chương thì cao lắm được tập 2 tập à. Mà bây giờ hiện giờ cái kênh của Át là có 7 truyện. Át sẽ cố gắng làm sao để làm sao sau này chân mình không còn đều nữa thì mọi người vẫn còn khoảng 10 clip để mọi người có coi. Thành ra là mọi người cứ theo dõi. Nhưng mà chuyện này có thể là nghe hay. Chúa tể máu lạnh, tập 1. Một đêm hè ở thành phố Tây Kinh, trong một con hẻm hẻo lánh có một tiệm tạp hóa Vong Ưu. Lục Hy đang nằm ngủ say sưa trên ghế sofa trong cửa hàng nhỏ này. Lúc này có một người phụ nữ xinh đẹp đang đứng trước cửa hàng. Cô mặc một bộ đồ xanh ngọc bích quý giá, khuôn mặt xinh đẹp, trang điểm tinh xảo, trông cô giống như xuất thân từ một gia đình giàu có. Người đẹp này mang vẻ mặt đượm buồn, ngập ngừng nhìn Lục Hy đang ngủ trong cửa hàng, làm cô xôn xao vì một câu nói mà mình vô tình nghe được từ một ông trùm kinh doanh trong một bữa tiệc rượu. Bất kể cô gặp rắc rối gì, đều có thể đi tìm ông chủ của tiệm tạp hóa Vong Ưu, miễn là cô trả được cái giá xứng đáng. Lúc đầu, Hoắc Tư Duệ cũng chỉ cười, cô không tin một người lại có năng lực lớn đến như vậy, trừ phi người đó là vị thần tiên. Nhưng bây giờ, khi để nghĩ đến những lời ám chỉ trần trụi của đối phương, khuôn mặt xấu xí và nụ cười chế nhạo của đối thủ cạnh tranh, cô gần như rơi vào tuyệt vọng. Đây là hy vọng cuối cùng của cô, cũng là một cọng rơm cứu mạng, cô chỉ có thể đánh cược. Cuối cùng Hoắc Tư Duệ nghiến răng đi vào, cho hỏi ông chủ có ở đây không. Giọng nói trong trẻo vang lên, Lục Hy dần dần mở mắt nhìn mỹ nữ trước mặt, vươn eo. Tôi đây, có chuyện gì vậy? Người đẹp thở ra một hơi rồi nói, xin chào, tôi tên là Hoắc Tư Duệ, nghe nói anh có thể giúp đỡ người khác giải quyết bất kỳ phiền toái nào. Lục Hy cầm lên trên bàn một bao thuốc lá hoa sen, chậm rãi châm một cái rồi rít một hơi. Nghe được giọng điệu bình tĩnh và tự tin của Lục Hy, Hoắc Tư Duệ thầm thở phào nhẹ nhõm. Chuyện này liên quan đến tương lai của gia đình và công ty. Cô đang vô cùng tuyệt vọng và không còn lối thoát nào nữa. Là thế này, Hoắc Tư Duệ sắp xếp lại suy nghĩ của mình rồi nói. Công ty của tôi hiện đang gặp một số khó khăn. Trong bữa tiệc rượu ngày mai, tôi phải thương lượng một đơn hàng có giá trị lớn đến hàng tỷ bạc. Anh có thể giải quyết chuyện này hay không? Công ty của gia đình gặp phải khủng hoảng lớn. Nếu không phải thể đàm phán được đơn hàng này thì nền tảng do ba thế hệ trong gia đình cô vất vả gây dựng sẽ sụp đổ ngay lập tức. Cả gia đình cũng sẽ tan nát. Hoắc Tư Duệ, cô sẽ không bao giờ cho phép chuyện như vậy xảy ra. Tuy nhiên, khi nghĩ đến những lời ám thị trần trụi, khuôn mặt xấu xí của người bên kia và sự chế nhạo trên khóe miệng của đối thủ cạnh tranh, cô gần như rơi vào tuyệt vọng. Đây là hy vọng cuối cùng của cô phải đánh cược. Không thành vấn đề, nhưng chắc cô biết quy tắc làm việc của tôi chứ nhỉ? Lục Hy vẫn nhẹ nhàng nói. Hoắc Tư Duệ sửng sốt, cô tìm được đến nơi này thì dĩ nhiên cũng biết quy củ, cũng có chuẩn bị. Nhưng người này không hề hỏi cô xem là đang đàm phán với ai, đàm phán đơn hàng gì mà cứ thế gật đầu. Như vậy không thể phải là quá tự tin hay sao? Nhưng tình hình hiện tại của công ty thì không cho phép cô nghĩ quá nhiều. Chỉ thấy cô từ từ tháo một mạch dây chuyền bằng ngọc bích, ngọc bội trên cổ ra, cẩn thận đưa cho cả Lục Hy, vẻ mặt đầy đau thương. Ngọc bội này là vật của tổ tiên Hoắc gia rất lâu đời, có thể nói là đồ cổ. Nếu không phải vạn bất đắc dĩ thì cô cũng sẽ không bao giờ lấy ra. Lục Hy cầm lấy, liếc mắt rồi ném lên trên bàn trà. Miễn cưỡng chấp nhận, ngày mai tôi sẽ đi cùng cô, lúc đó thì cô đến đón tôi nhé. Hoắc Tư Duệ nhìn đồ gia truyền bị ném ở trên bàn, trong lòng đau thấu xương. Nhưng nghe thấy Lục Hy đồng ý, cô liền an tâm. Được, tôi sẽ đón anh lúc 11 giờ ngày mai. Và anh chắc là anh không cần tìm hiểu gì về các tình huống liên quan chứ? Chuyện vặt vãnh thôi mà, mai chúng ta nói sau cũng được. Lục Hy ngáp một cái rồi nói. Hoắc Tư Duệ nhíu mày, đối phương tự tin như vậy, cô cũng không biết làm sao, chỉ có thể đáp. Ok anh Lục, ngày mai tôi sẽ đón anh. Lục Hy gật đầu ngáp một cái, Hoắc Tư Duệ chào tạm biệt rồi rời đi. Nhìn Hoắc Tư Duệ rời đi, Lục Hy đóng cửa tiệm, cầm ngọc bội trên bàn lên, xoay người đi lên tòa lầu.
Lầu 2 có quy mô tương đương với cửa hàng tạp hóa ở bên dưới, bày trí đơn giản. Lục Hy cởi áo, đi vào phòng tắm rửa. Anh lúc này chỉ mặc một chiếc quần lớn, lộ ra cơ bắp cường tráng cùng vết sẹo kinh người. Trong mắt người khác, những vết sẹo này vô cùng đáng sợ, nhưng Lục Hy lại chỉ coi như là không thấy, lấy ngọc bội ra rồi chậm rãi thưởng thức. Đột nhiên, không khí trong phòng bỗng nhiên bị rút đi. Một người phụ nữ mặc trang phục kimono của nước Phù Tang đột nhiên xuất hiện ở phía sau Lục Hy, giống như là xuất hiện từ trong không trung vậy. Lục Hy cất ngọc bội đi rồi quay lại nhìn người phụ nữ mặc kimono này. Anh không có vẻ gì là ngạc nhiên trước sự xuất hiện bất ngờ của cô ta. Cô gái này có làn da trắng và đẹp tự nhiên, là một người đẹp hoàn mỹ, nhưng giữa hai lông mày lại có một vẻ kiêu ngạo lạnh lùng. Chỉ thấy cô ta chậm rãi nói bằng tiếng Hoa Hạ với anh: "Anh là Lục Hy, ông hoàng lính đánh thuê, chúa tể máu lạnh đó sao? Tôi đã không dùng những danh hiệu này từ rất lâu rồi. Nói đi, tìm tôi có chuyện gì?" Lục Hy nói. Miwa Noyaki lạnh lùng nói: "Anh giết Takashi Noyaki, em trai tôi, đúng không?" Lục Hy theo thói quen nhướng mày, lười biếng đáp: "Tôi đã giết quá nhiều người, làm sao mà nhớ chính xác được. Nhưng nếu cô bảo tôi giết thì cứ coi như là tôi giết đi. Dù sao thì tôi cũng không quan tâm lắm." "Rất tốt," Miwa Noyaki nói với giọng lạnh như băng. "Anh sẽ phải chết trong đau đớn vô tận. Tôi hy vọng lúc đó anh vẫn có thể cứng cỏi như bây giờ." Nói xong, Miwa Noyaki quay lưng lại, rút từ đâu ra một cái con dao ngắn, siết chặt nó bằng cả hai tay và hét lên: "Thất hồn đao!" Lời vừa thốt ra, đao ngắn được bao phủ bởi một tầng khói đen, đồng thời cô ta cũng biến mất không tung tích. "Trò trẻ con," Lục Hy cười chế nhạo. Chỉ thấy bàn tay to lớn của anh chộp một cái vào không khí, đồng thời toàn bộ cánh tay mọc lên những vảy vàng dày đặc giống như con rồng. Khi Lục Hy nắm tay lại, toàn bộ căn phòng bị một lực lượng kỳ lạ bao trùm. Miwa Noyaki từ trong vô hình buộc phải xuất hiện, tay phải của Lục Hy đang tóm chặt lấy cổ cô ta. Dưới bàn tay phải đầy vảy rồng đáng sợ của Lục Hy, cần cổ trắng như tuyết của cô ta giống một sợi rơm yếu ớt có thể nhẹ nhàng bị bẻ gãy bất cứ lúc nào. Lúc này vẻ kiêu ngạo trên mặt Miwa Noyaki đã biến mất, còn lại chỉ là sự hoảng sợ vô tận. Cô ta là thiên tài nhẫn thuật. Nhẫn thuật là ninja, cao thủ số 1 trong thế hệ trẻ của giới võ thuật nước Phù Tang. Trong mắt cô ta, ông hoàng lính đánh thuê, chúa tể máu lạnh cũng chỉ là một trò đùa mà thôi. Nhưng cô ta không ngờ được rằng người này lại mạnh mẽ như thế. Từ vảy rồng trên cánh tay, có một luồng uy áp không thể giải thích được toát ra từ cơ thể anh, cho đến bàn tay nặng như núi đang đặt trên cổ cô ta. Miwa Noyaki cảm thấy bản thân như đang gặp phải một con quái vật khổng lồ xa xưa, và nếu đối phương ra sức một chút, cô ta sẽ lập tức mất mạng. Miwa Noyaki biết nếu xét về sức mạnh, cô ta không phải là đối thủ, nhưng là một thiên tài nhẫn thuật, cô ta đừng biết biết nhiều hơn thế. Lúc này con người cô ta bắt đầu quay ngược theo chiều kim đồng hồ một cách kỳ lạ, giống như vực sâu không đáy thu hút ánh nhìn của Lục Hy. Cùng lúc đó, cơ thể cô ta bắt đầu tỏa ra mùi thơm kỳ lạ, khuôn mặt cũng trở nên cực kỳ quyến rũ, không ngừng làm ra những biểu cảm kích động khác nhau, không ngừng kích thích thần kinh của Lục Hy. Ảo ảnh Tsukomi, đây là con át chủ bài của Miwa Noyaki. Ảo ảnh Tsukomi phối hợp cùng với vẻ đẹp của cô ta, bất kể người nào có thực lực mạnh hơn cô ta cũng đều sẽ thất bại. Chỉ cần trúng phải tuyệt chiêu Tsukomi, đối thủ sẽ bước vào một thế giới mờ ảo, gục chết trong đó mà cô ta không cần phải làm thêm bất cứ thứ gì. Và lúc này, Lục Hy nhìn chằm chằm khuôn mặt Miwa Noyaki, đôi mắt của anh bắt đầu đỏ lên. Đột nhiên, Lục Hy ném Miwa Noyaki xuống đường. Cô ta lúc này vẫn còn ở trên không trung, ầm một tiếng, tất cả quần áo của cô ta đều bị xé ra, vùng vãi tứ phía. Lục Hy ném cô ta bằng một sức mạnh không tưởng, khiến cô ta nằm trên giường mà không thể động đậy một chút nào. Và cơ thể trắng như ngọc của Miwa Noyaki đã phơi bày ra trước mắt Lục Hy. "Đừng, đừng mà." Ảo ảnh của Miwa Noyaki dường như chỉ khơi dậy dục vọng của Lục Hy, chứ nó hoàn toàn không bẫy được anh. Miwa Noyaki cau mày, trong lòng hoảng hốt, cô ta không ngừng rên rỉ cầu xin.
Hơn nửa giờ sau, khuôn mặt Miwa Noyaki tái nhợt như chỉ còn một tia thở, thậm chí cô ta còn không thể cầu xin tha thứ được nữa. Lúc này, Lục Hy cuối cùng cũng kết thúc đòn tấn công bằng một tiếng rên mạnh. Anh từ từ đứng dậy, vào phòng tắm rửa, sau khi đi ra mới chậm rãi châm một điếu thuốc, ngồi xuống ghế hút thuốc. Và ánh mắt của anh vẫn nhìn cơ thể Miwa Noyaki không chút lưu tình, quét qua cơ thể Miwa Noyaki khiến cho cô ta sợ hãi. Một lúc sau, Miwa Noyaki cuối cùng cũng cảm thấy được cơ thể có lại chút sức lực. Cô ta chật vật đứng dậy, mặc vào bộ quần áo đã rách nát rồi đi đến bên cạnh Lục Hy. Lục Hy lạnh nhạt nhìn Miwa Noyaki, mà lúc này Miwa Noyaki đã không còn tỏ vẻ kiêu ngạo nữa mà là tràn đầy sự sùng bái. Chỉ thấy cô ta cung kính quỳ xuống trước mặt Lục Hy. Ông lớn đáng kính, xin anh hãy tha thứ cho sự vô tri của tôi. Vì ngu dốt mà tôi dám động thủ với một người mạnh mẽ như anh. Xin anh hãy thu nhận tôi, dù chỉ là làm một người vợ bé. Miwa Noyaki tôi cũng cam tâm tình nguyện. Cô ta vốn là một kẻ mạnh nhất nước Phù Tang, tầm cao khí ngạo, cao cao tại thượng. Vì báo thù cho người em trai làm lính đánh thuê nên đã tới Hoa Hạ tìm Lục Hy trước mặt. Trong quá trình đánh nhau ngắn ngủi này, cô ta đã bị rung bận bởi sự mạnh mẽ của Lục Hy. Cô ta đã hoàn toàn bị Lục Hy chinh phục từ tinh thần cho đến thể xác. Kẻ mạnh luôn sùng bái lực lượng, đứng trước nguồn sức mạnh trước nay chưa từng thấy này, nguyên nhân cô ta đến đây đã không còn quan trọng nữa. Quan trọng nhất chính là cô ta có thể đi theo bên cạnh kẻ mạnh này, phải làm bạn với kẻ mạnh thì mới có thể đi càng xa trên con đường tu hành. Mà Lục Hy cũng hơi bất ngờ đối với việc Miwa Noyaki thần phục chính mình. Anh chỉ nghĩ sau khi cô ta khôi phục năng lượng hành động thì sẽ không liều mạng với mình nữa mà tìm cơ hội thoát thân. Ai ngờ cô ta lại thần phục anh như vậy. Mà chính anh vì chuyện đó không những có được sức mạnh của rồng mà còn kế thừa bản tính của rồng. Một khi bị người khác công kích thì sẽ trở nên xúc động, cuồng bạo, dễ nóng giận, tàn nhẫn. Ban nãy anh cưỡng ép Miwa Noyaki chính là vì những tác dụng tiêu cực kia gây nên. Thuật ảo ảnh của Miwa Noyaki căn bản chẳng có tác dụng quái gì dưới kháng tính mạnh mẽ của thể chất rồng này của anh. Anh nhìn Miwa Noyaki đang bị thuần phục mà trở nên cung kính ở trước mặt mình, hơi suy nghĩ một chút rồi chậm rãi nói: cô để lại cách thức liên lạc cho tôi rồi rời khỏi đây đi, bao giờ cần thì tôi sẽ tìm cô. Miwa Noyaki kính cẩn gật đầu, lấy hai tay đưa danh thiếp cho Lục Hy, sau đó khom người rời khỏi phòng. Lục Hy nhìn Miwa Noyaki rời đi rồi đưa ánh mắt nhìn lên phía danh thiếp tinh xảo kia. Chủ tịch công ty cổ phần Masatake, chủ tịch hiệp hội liên hiệp võ thuật Phù Tang, Miwa Noyaki. Nhìn xem hai danh hiệu này, Lục Hy cười mỉm. Công ty cổ phần Masatake cũng là một tập đoàn không hề nhỏ, đứng số 1 số 2 đất nước Phù Tang, cũng có lực lượng ảnh hưởng nhất định trên toàn thế giới. Tóm lại là một tập đoàn lớn. Chủ tịch Hiệp hội Liên hợp Võ thuật thì lại càng là một danh hiệu thú vị. Xem ra Miwa Noyaki này cũng là một nhân vật đáng gờm của nước Phù Tang đó. Sau khi nhìn lướt qua, Lục Hy vứt danh thiếp sang một bên. Những cái này cũng chẳng quan trọng với anh là mấy. Sau đó anh lại lấy ngọc bội kia ra cân nhắc xem có nên hiến tế hay không. Nghĩ tới đây, Lục Hy bắt đầu cảm khái thật nhiều. Mấy năm về trước, anh vẫn chỉ là một lính thuê ở nước ngoài, có đội ngũ của riêng mình, là một trong ba binh đoàn lính đánh thuê lớn nhất trên thế giới. Còn anh thì được xưng là ông hoàng lính đánh thuê. Những người có hợp tác với anh đều là triệu phú, ông lớn trên thế giới, chính khách quốc gia, thậm chí còn cách cả tổng thống của một vài tiểu quốc nữa. Mạng lưới quan hệ của anh rất rộng lớn, nên mấy năm qua cũng đã tích lũy được không ít. Nhưng chỉ ngay một năm trước, trên một hòn đảo nhỏ ở nước ngoài, có một điều kỳ lạ đã xảy ra. Nghe đồn rằng, lúc đó bầu trời nứt ra, có một con rồng lớn từ trên trời giáng xuống khắp hòn đảo để có bảo vật mà con rồng đó mang đến. Chuyện thần kỳ như vậy, Lục Hy đương nhiên phải đến xem thử. Lúc đó mang theo đội ngũ của mình đến hòn đảo kia. Nhưng hai đoàn lính đánh thuê lớn còn lại trên thế giới cũng đi tới. Vì của cải trong lời đồn nên ba bên đã ra tay đánh nhau, kịch chiến nửa tháng chung quanh đảo nhỏ. Cuối cùng, Lục Hy dựa vào thực lực siêu mạnh mẽ của mình đánh bại hai đội ngũ lính đánh thuê kia. Mà đội ngũ của anh cũng
cũng tử thương hơn phân nửa. Sau khi đi lên đảo nhỏ, Lục Hy cũng vô cùng sững sờ. Trên đảo cũng không có bảo vật trong truyền thuyết gì cả, nhưng lại thực sự có một con rồng. Con rồng này mình đầy thương tích, phảng phất như vừa mới trải qua một trận chiến đấu gian khổ và rơi vào trạng thái tử vong. Nhìn quái vật khổng lồ trước mắt, Lục Hy coi như kiến thức rộng rãi cũng phải sợ ngây người. Anh cho đàn em phong tỏa đảo nhỏ rồi tốn nửa năm để ăn xong con rồng này. Chẳng biết tại sao anh có được toàn bộ ký ức của con rồng này, hơn nữa trong cơ thể lại xuất hiện một đàn tế long thần. Dựa theo ký ức của con rồng này, đàn tế long thần là do long thần vĩ đại ban thưởng. Chỉ cần anh có đủ đồ thần vật để hiến tế, long thần sẽ ban thưởng thần ân, thỏa mãn nguyện vọng của anh. Điều kiện tiên quyết là vật phẩm anh hiến tế phải chứa được đầy đủ năng lượng, nếu không anh sẽ chẳng chiếm được thứ gì hết. Ngay lập tức, Lục Hy dùng hết gia tài mình có để trợ cấp cho các đàn em đã bỏ mình, giải tán đội ngũ, quay về cố hương, bắt đầu khổ tu ngày đêm, cũng gửi ra một tin tức trong mạng lưới quan hệ của mình. Thu thập tất cả vật phẩm có niên đại xa xưa, cái giá là đổi lấy một lần anh làm việc giúp cho bọn họ. Tin tức này vừa lan ra đã lập tức gây ra phong ba ở toàn bộ thế giới cao tầng. Có thể đổi lấy cơ hội được ông Hoàng đến đánh thuê, sát thủ máu lạnh làm việc cho mình một lần, đồ vật quý giá cỡ nào cũng đáng giá. Thế là không có người đưa tới đồ vật, nhưng không có mấy món đồ có thể dùng làm vật hiến tế thu hoạch được thần ân. Trong đó chỉ có 3 món được có được tư cách hiến tế. Trong 3 lần đạt được thần ân, Lục Hy toàn bộ lựa chọn tăng cường thể chất của mình. Bởi vì trong trí nhớ rồng có một bộ tâm pháp tên là Long Đằng Quyết. Bộ tâm pháp này là do loài rồng căn cứ từ thể chất đặc biệt thù của mình qua vài vạn năm mà hoàn thiện sửa sang lại. Mà muốn tu luyện Long Đằng Quyết nhất định phải có thể chất tương đương với rồng. Tuy nói anh đã ăn hết một con rồng, nhưng bây giờ cũng chỉ miễn cưỡng đạt tới cánh cửa tu luyện Long Đằng Quyết mà thôi. Khoảng cách đến Đại Thành còn rất xa. Theo như ký ức ghi lại, tu luyện Long Đằng Quyết tới cuối cùng thì có thể ngao du tinh không, rong ruổi vũ trụ, cả đời bất tử, trở thành sự tồn tại giống như thần tiên. Lục Hy tập võ từ nhỏ với võ giả, mạnh lên chính là mục tiêu vĩnh hằng của bọn họ. Hiện tại có một cơ hội lớn như thế bày ra trước mặt, anh đương nhiên muốn nắm chắc. Mục tiêu hiện tại của anh chính là thu thập hết thảy các đồ vật có niên đại xa xưa để cường hóa thân thể của mình, chuẩn bị cơ sở để tu luyện Long Đằng Quyết. Sau khi kết thúc suy nghĩ, anh cất ngọc bội đi. Lục Hy dự định không sử dụng ngọc bội này vội. Nó không chứa quá nhiều năng lượng, tác dụng hiến tế không lớn, chờ tích lũy đủ vật phẩm thì hiến tế cũng được. Lục Hy nằm trên giường một lúc thì ngủ say. Trên người anh còn có một tầng ánh sáng ẩn hiện theo từng nhịp hô hấp mà mắt thường không nhìn thấy được. Đây cũng là biểu tượng cho việc anh đang tu luyện Long Đằng Quyết. Bảy giờ sáng ngày hôm sau, Lục Hy đúng giờ rời giường. Sau khi đánh răng rửa mặt xong thì ra bên ngoài ăn sáng, sau đó quay trở lại tiệm tạp hóa Vong Ưu để mở cửa tiệm, rồi lại ngủ thiếp đi trên ghế salon. Đây cũng là một điểm đặc thù của rồng, thích ngủ. Cứ như vậy mãi cho đến buổi trưa, 11 giờ đúng, Hoắc Tư Duệ xuất hiện ở cổng. Cô đẩy cửa vào, nhìn Lục Hy còn đang say giấc trên ghế salon, chau mày. Mà phía sau cô là một cô gái nhỏ hơn cô mấy tuổi, có vẻ ngoài tương tự Hoắc Tư Duệ. Cô gái này quan sát quang cảnh xung quanh, lại nhìn Lục Hy đang ngủ say, há miệng nói: "Chị, không thể nào, chị lại tìm một tên như thế này để giúp chúng ta giải quyết vấn đề, chị bị điên rồi sao?" "Em đừng anh nói lung tung." Hoắc Tư Duệ trừng mắt với em gái Hoắc Ngọc Phụng một chút. "Không được nói lung tung về anh Lục." Hoắc Ngọc Phụng thè lưỡi, không nói thêm gì nữa, nhưng hoàn toàn khuôn mặt là biểu cảm khinh thường. Lúc này Lục Hy chậm rãi tỉnh lại. Anh tuy là đang ngủ say tu luyện, nhưng các giác quan lại vô cùng nhạy cảm. Khi hai chị em này tiến vào thì anh đã biết rồi. Lục Hy châm một điếu thuốc, rít hai hơi rồi nói: "Chúng ta đi thôi." Sau đó anh quay người đi ra ngoài. "Ê, anh ăn mặc kiểu này đấy hả? Đây là chính là tiệc rượu đẳng cấp thượng đẳng đó, không phải đi ăn ở quán ven đường đâu." Hoắc Ngọc Phụng một mặt không thể tin được nói.
Lục Hy nhìn là hai chị em đang mặc lễ phục xa hoa, gãi đầu đáp: chẳng phải chỉ là tiệc rượu thôi sao? Cũng chỉ là nói vài câu mà thôi, cần phải long trọng thế này làm gì chứ? Ai chà, anh chém gió ghê đấy. Hoắc Bằng Phụng khinh thường cười nói: chị ơi, thằng cha này còn có chẳng có nổi một bộ quần áo đàng hoàng, chị đừng để cho bị lừa. Đòi lại ngọc bội đi, chúng ta nghĩ biện pháp khác. Hoắc Tư Duệ do dự nhìn Lục Hy một chút: anh Lục, hay là anh đổi sang bộ khác được không? Hoắc Tư Duệ cũng cảm thấy Lục Hy ăn mặc thật sự có chút không ổn. Những người tham gia tiệc rượu hôm nay đều là lớp nhân sĩ thượng lưu của thành phố Tây Kinh. Lục Hy mặc quần áo cộc cộc, đôi dép lê, nhìn thực sự có chút khác biệt. Lục Hy bất đắc dĩ lắc đầu, quay người đi lên trên lầu. Một lát sau, anh đi xuống với một bộ vest nhăn nhúm màu đen, một đôi giày da màu xanh đậm dính đầy tro bụi. Bộ vest này mặc rất vừa người, trước ngực còn có một cài áo hình chữ W, ngoài ra không có biểu tượng nào khác nữa. Nhưng bộ vest này nhìn giống như bị đặt ở dưới đáy hòm nhiều năm, hôm nay mới lật ra lấy lại vậy, nhàu nát không cách nào chịu nổi. Hoắc Mặc Phục kinh ngạc nhìn Lục Hy: anh trai à, bộ này bị anh nhét ở dưới đáy hòm đúng không? Sau đó Hoắc Mặc Phục chỉ lại bộ váy dài cổ thấp trên người mình cùng Hoắc Tư Duyệt: anh cảm thấy như vậy có phù hợp khi đi cùng chúng tôi không hả? Lục Hy cười nói: cái gì mà hợp hay không hợp, cũng đâu phải tôi cưới cô đâu anh. Hoắc Mặc Phục nhất thời cứng họng, cô ta không ngờ cái loại lừa lọc này còn dám nói như thế với mình. Lúc cô ta đang định giận dữ mắng mỏ cái tên lừa đảo này một phen thì chị gái tỉnh táo đã hoàn toàn cho chị gái mình tỉnh táo lại hoàn toàn, thì Hoắc Tư Duệ lại nói: thôi, không được vô lý với anh Lục, tiệc rượu sắp bắt đầu rồi, chúng ta nhanh chóng lên đường thôi. Hoắc Mặc Phục bị chị nói như vậy trong lòng càng thêm tức giận, cũng không nói gì nữa, chỉ tỏ vẻ cứ chờ mà xem. Lát nữa đến tiệc rượu, cái tay lừa đảo này sẽ bị vạch trần, để xem đến lúc đó anh ta giảo biện như thế nào. Đi thôi anh Lục. Hoắc Tư Duệ nói xong thì quay người ra khỏi tiệm tạp hóa, Hoắc Mặc Phục đi theo sau. Hai chị em mặc lễ phục dạ hội, vóc người yếu điệu, nhìn cũng rất thích mắt. Lục Hy đi cuối cùng, tiện tay đóng lại cửa tiệm tạp hóa, cũng không cần khóa mà cứ thế đi ra ngoài. Ngoài hẻm nhỏ đã sớm có một con xe Mercedes dừng ở ven đường, một ông già tóc hoa râm mặc vest đứng ở trước cửa xe. Thấy hai chị em Hoắc Tư Duệ đi ra, ông ta vội vàng mở cửa xe: cô cả, cô hai, mời lên xe. Hoắc Tư Duệ gật đầu mời Lục Hy lên xe, ngồi cùng một chỗ với Lục Hy, mà Hoắc Mặc Phục thì ngồi đối diện với Lục Hy, trên gương mặt thanh xuân trẻ trung là nụ cười khẩy. Xe bắt đầu chạy ổn định. Lúc này Hoắc Tư Duệ đưa cho Lục Hy một túi tài liệu: anh Lục, đây là tài liệu cặn kẽ về đối phương, anh xem đi nhé, tôi cũng sẽ giới thiệu qua cho anh luôn. Lục Hy cầm túi hồ sơ cũng không vội mở ra mà lắng lặng chờ Hoắc Tư Duệ nói chuyện. Hoắc Tư Duệ nhẹ nhàng ho khan một tiếng: bên mà tôi muốn đàm phán hợp tác là công ty Masatake của Phù Tang, trụ sở tại Hoa Hạ, trưởng phụ trách là Yamato Noyaki. Hoắc Tư Duệ mới nói đến đây, Lục Hy liền phất tay cắt ngang, ném lại túi hồ sơ cho cô. Nếu là công ty cổ phần Masatake thì cũng không cần phải nói thêm gì nữa, cô gọi người đó tới nói chuyện là được. Ý định của Lục Hy trước kia là bất kể đối phương có lai lịch gì, trong vòng tròn quan hệ sâu rộng của anh, chỉ cần trao đổi với người khác một chút lợi ích cũng đủ để cho đối phương đồng ý rồi. Nhưng nếu đối phương là công ty cổ phần Masatake thì cũng không cần phải phiền toái. Miwa Noyaki hẳn là đang ở ngay trong thành phố Tây Kinh. Mà Hoắc Tư Duệ cầm lại túi đựng hồ sơ Lục Hy ném tới, một mặt kinh ngạc: chẳng lẽ ông chủ cửa hàng tạp hóa Vong Ưu trong truyền thuyết lại có khả năng lớn đến mức này sao? Phải biết công ty cổ phần Masatake cực kỳ có tiếng nói, trưởng phụ trách khu vực ở thành phố Tây Kinh này cũng thuộc hàng được thượng đẳng, mối quan hệ cũng không hề đơn giản. Lúc này Hoắc Mặc Phục cố nhìn nãy giờ, cuối cùng bộc phát khẽ quát lên: họ Lục kia, tôi nhìn anh lâu lắm rồi đó, anh có biết công ty cổ phần Masatake ghê gớm đến mức nào không mà dám nói như vậy chứ? Lục Hy thản nhiên nói: không phải chỉ là một thương hội thôi sao, địa vị còn có thể lớn đến mức nào nữa chứ? Hả, địa vị còn có thể lớn đến mức nào sao? Anh nói mà không thấy ngượng mồm sao? Đây chính là tập đoàn tài chính
có tài sản hơn 100 tỷ. Một ông chủ tiệm tạp hóa như anh mà cũng dám người nói người ta như vậy sao? Hoắc Mặc Phụng bởi vì tức giận nên sắc mặt đã trở nên đỏ bừng. Với cô ta, Lục Hy là một tên lừa đảo chính hiệu. Chị gái cũng do loạn quá nên vớ tạm bị tên lừa đảo này lừa bịp. Mà Lục Hy kia tỏ thái độ lạnh nhạt, chỉ khiến Hoắc Mặc Phụng cảm thấy đây chẳng qua chỉ là giả vờ để lừa gạt chị mình mà thôi. Hiện tại Lục Hy còn nói ra một câu ngốc như vậy chứ? Để lúc đó cô cứ dẫn trưởng phụ trách đó tới đây là được. Hoắc Mặc Phụng quả thực không thể tin vào tai của mình. Trên thế giới này còn có người có thể giả bộ đến mức này hay sao? Mặc dù tôi chỉ là chủ tiệm tạp hóa, nhưng một công ty cổ phần Masatake nho nhỏ còn chưa xứng lọt vào mắt của tôi đâu. Nhìn Hoắc Mặc Phụng bởi vì tức giận mà lồng ngực phập phồng, Lục Hy lộ ra ý cười lạ lạ. Hoắc Mặc Phụng này tuổi không lớn, chắc khoảng 17, 18 tuổi, nhưng đôi gò bồng đảo kia còn hùng vĩ hơn chị cô ta rất nhiều. Hoắc Mặc Phụng đang muốn mở miệng mỉa mai thì lại phát hiện Lục Hy đang nhìn chằm chằm vào mình. Cô ta hung hãn nói: "Lưu manh, lừa đảo, còn dám nhìn nữa thì tôi sẽ móc mắt anh rồi đấy." Lục Hy bật cười, sau đó bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần, không thèm trả lời lại cô nhóc tai quái này nữa. "Thôi, không làm loạn nữa, sắp đến rồi." Hoắc Tư Duệ trừng mắt với Hoắc Mặc Phụng. Hoắc Mặc Phụng vẫn còn chút sợ người chị này, không nói chuyện nữa mà chỉ hừ lại một tiếng trong lòng. Lát nữa đến tiệc rượu, chờ cái tên lừa đảo này không giả bộ được nữa thì cô ta sẽ đứng ra vả vào mặt anh ta một cái thật hay, dạy dỗ lại anh ta để chị gái thấy rõ bộ mặt thật của kẻ này, đòi lại bảo vật gia truyền, lập công lớn cho làng dòng họ. Cũng không bao lâu sau, xe thương vụ dừng lại trước cửa khách sạn 5 sao Khải Hoàn. Ba người xuống xe đi thang máy lên thẳng tới đại sảnh yến hội ở tầng cao nhất. Lúc này bên trong đại sảnh yến hội đã có không ít người, trong tay đều cầm ly champagne, lập thành nhóm 3 người 5 người bàn luận. Ba người Hoắc Tư Duệ đến cũng không quá đáng chú ý. Hoắc Tư Duệ dẫn Hoắc Mặc Phục cùng Lục Hy đi đến một góc tương đối hẻo lánh. Người phục vụ đưa champagne tới, ba người đều cầm một ly